Mãi mãi thì có thể là 2 năm nhưng cuối cùng là khi nào thì chắc chắn là một câu hỏi khó biệt là với diễn viên Thành Long, người mà năm nào cũng bảo rằng đây sẽ là bộ phim cuối cùng mà tôi tham gia, xong rồi năm sau đấy người ta lại thấy ông trong ba bộ phim khác. Có lẽ ai cũng biết rằng Thành Long là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công bậc nhất CBIS hay thậm chí là trên toàn thế giới và kể cả Việt Nam. Tuy nhiên thì 10 người biết đến Thành Long thì cũng phải 7-8 người biết đến cái mớ phốt của ông nhưng mà tạm thời để nó sang một bên trước tiên chúng ta hay nói về cái sự nghiệp diễn viên của thành long để mà có được cái tên tuổi và vị thế như bây giờ tất cả là nhờ những ngày tháng chăm chỉ tập luyện võ thuật ngay từ những ngày nhỏ và sự tận tụy tham gia vào nghề diễn viên khi không từ bất kỳ vai diễn nào kể cả là vai phụ hay vai quần chúng tần suất phim ảnh có mặt thành long phải nói là dày đặc năm nào thành long cũng xúc miệng với hai ba vai diễn lớn nhỏ khác nhau đều như một cái máy vượt qua hàng loạt những tên tuổi đình đám thời đó để mà vươn lên trở thành một ngôi sao có số có má tại trung quốc và hồng kông thành long đã trở thành một huyền thoại của điện ảnh xứ tàu một con non chăm chỉ từng bước từng bước tiến đến vinh quang bằng chính năng lực của bản thân một ngôi sao điện ảnh tài năng không gì có thể so sánh được nhưng đó chỉ là những gì được thể hiện trên màn ảnh sự nghiệp của thành long rất thành công đó là điều chắc chắn còn trong đời tư thì thứ duy nhất mà ông thành công là việc thất bại Thành Long đóng phim đều bao nhiêu thì dây vào scandal lắm bấy nhiêu Từ việc bỏ vợ, bỏ con, gian díu ngoại tình, xám sỡ đồng nghiệp, nói xấu sau lưng, cờ bạc, rượu, chè, mại dâm, đẩy ba già xuống biển và một tỷ tỷ thứ khác Nói chung là nếu trên bàn có một miếng bánh xa đọa thì Thành Long sẽ cắn một nhát Chưa kể là Thành Long cũng công khai ủng hộ những chính sách của Trung Quốc Thường xuyên phát biểu về các vấn đề chính trị của nước này Trong đó có cả việc công nhận đường lưỡi bò, xâm phạm chủ quyền Việt Nam Điều này thì dĩ nhiên là khiến khán giả Việt Nam quay ngoắt khỏi Thành Long luôn. Từ siêu sao hành động trong lòng khán giả Việt trở thành một diễn viên có mặt trên mọi mặt trận tẩy chay. Tuy nhiên thì nếu mà bỏ đời tư sang một bên, dù rằng cái đời tư này khó bỏ sang một bên phết, thì công tâm mà nói sự nghiệp diễn xuất của Thành Long thật sự là quá tuyệt vời. Và nếu ai đó quan tâm về diễn viên Thành Long thay chí ít là muốn biết đời tư của ông ra sao mà lại bị khán giả ghét đến thế, thì đây sẽ là video kể về cách mà một ngôi sao hành động hàng đầu trở thành một quả bom scandal lừng lẫy tại Cebis. Thành Long tên thật là Trần Cảng Sinh, từ Nhỏ ông đã rất ngỗ ngược quậy phá và không hề thích học hành nếu bạn chưa biết thì thành long chưa từng học hết tiểu học tuổi thơ của ông gắn liền với học viện hí kịch trung ương bố ông gửi ông vào đây để mà cho thằng con học được cái kỷ cương phép tắc và rồi thành long có học được kỷ cương phép tắc hay không không nhưng mà ông học được nhào lộn và võ thuật. Tại đây thì ông gia nhập một nhóm gọi là Thất Tiểu Phúc, một nhóm học sinh nhỏ tuổi xuất sắc lập ra để đi đóng phim. Trong nhóm này còn có một vài diễn viên Hồng Kông nổi tiếng khác là Hồng Kim Bảo và Nguyên Biêu. Trong thời gian ở nhóm với anh em siêu nhân, Thành Long đã được góp mặt vào những bộ phim như là Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá năm 1962, Lương Sân Bá Trúc Anh Đài năm 1963, Đại Tiểu Hiệp năm 1966. Lớn hơn một chút thì Thành Long tiếp tục đóng những vai phụ của phụ trong phim như là Hiệp nữ năm 1971 và đặc biệt là hai bộ phim của Lý Tiểu Long là Tinh võ môn và Long tranh hổ đấu. Giai đoạn này ông lấy tên nghệ danh là Trần Nguyên Long, sau một thời gian dài chỉ đóng phụ và phụ thì đến năm 1973 Thành Long nhận được vai chính đầu tiên trong phim Quảng Đông Tiểu Lão Hổ. Tuy nhiên thì bộ phim lại chẳng được công chiếu rộng rãi và cũng chẳng nhận được cái sự hưởng ứng từ khán giả. Vì rõ ràng là chả ai biết Trần Nguyên Long là bố con ông nào cả. Lúc đó họ chỉ xem Lý Tiểu Long thôi. Thế là Thành Long bẵng một thời gian không đi diễn nữa, sang Úc ở với bố. Cũng gọi là tu luyện ít nhiều để rồi đến năm 1976. Ông nhận được một cuộc gọi từ một nhà sản xuất phim tên là Willie Chan để tham gia một bộ phim của đạo diễn La Duy tên là Tân Tinh Võ Môn Họ muốn biến Thành Long thành một Lý Tiểu Long thứ hai Và cái tên Thành Long cũng từ đây mà ra Kiểu là hóa rồng ấy, Chứ làm rồng nhỏ nghe nó chưa oai Cơ mà chẳng ngạc nhiên lắm, Thành Long không nắm bắt được meta Không thể làm được những kiểu võ như Lý Tiểu Long Kết quả là phim làm ra gãy vãi ách chuồng La Duy càng quyết tâm biến Thành Long thành Tiểu Long lại càng gãy Nói chung là ông La Duy này khá lì Phải mãi đến cái năm 1978 Thành Long ký hợp đồng tham gia bộ phim Sa hình điêu thủ của đạo diễn Viên Hòa Bình Và ông đạo diễn này cho Thành Long tự tạo meta cho riêng mình, chả phải bắt chước ông nào cho mất công. Thế là meta hành động hài của Thành Long ra đời. Và ở Hồng Kông thời đó, mọi người lại thích kiểu vừa đấm vừa xoa, vừa xem đấm nhau vừa cười. Thế là Thành Long vụt sáng, trở thành ngôi sao. Đặc biệt là sau cái màn trình diễn huyền thoại trong túy quyền năm 1978, nơi mà thành long đem một chiếc tai nghe bluetooth cực ngầu và xịn xò mang tên one audio f2 cái này tôi bịa ra nhưng mà one audio f2 là chiếc tai nghe true wireless stereo đến từ hãng tai nghe dj bán chạy nhất amazon chất âm không chỉ hài chuẩn dj nhịp bát sống động với màng loa 10 mm mà còn có thiết kế đẹp Họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần, ngay cả tuần Với giá chỉ 590k mà lại còn có bảo hành 12 tháng Những người xem của tờ Reviewer còn nhận được ưu đãi độc quyền khi mà ấn vào đường link bên dưới sẽ nhận ngay một voucher giảm 50k Còn chần chờ cái gì nữa mà không sắm cho mình ngay một con quân Audio F2 tại cửa hàng đồ chơi công nghệ 7... để có những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn Link chi tiết ở phần mô tả bình luận Trở lại với thành công của Túy Quyền thì Thành Long bây giờ lại quay trở về với vòng tay của đạo diễn La Duy và lần này ông đã hiểu được công thức thành công trong phim của Thành Long đó là phải hài Liên tiếp những năm tháng sau đó, tần suất xuất hiện của những bộ phim có mặt Thành Long ngày càng nhiều lên Nào là nhất chiêu bán tức sấm răng hồ này, quyền tinh này, tiểu quyền quái chiêu một và và hai này thành công với kiểu cứ thế rơi xuống đầu thành long cho đến khi mà thành long rời hãng phim của la duy và chuyển sang hãng phim gia hòa thời điểm này thành long thấy ở hồng kông mình vô đối lắm rồi có lẽ đây là lúc mà ông nên đi tìm một vùng đất mới và hollywood chính là điểm đến bộ phim đầu tiên mà thành long trình làng những khán giả da trắng là sát thủ hào năm 1980 và dĩ nhiên là phim và sấp mặt khán giả da trắng vẫn chưa vượt qua được lý tiểu long và vẫn chưa chấp nhận được một ông da trắng khác sang bên này múa võ nhưng thành long sau đó vẫn lì đòn làm thêm bộ phim Protector mong là nhận được sự ủng hộ của anh em nửa bên kia bán cầu và tất nhiên là vẫn flop sấp mặt nhận thấy cái thị trường mỹ khó ăn quá thành long lại ta về ta mau ta tiếp tục tung hoành ở hồng kông với rất nhiều dự án như là xuất đệ xuất mã long thiếu gia kế hoạch a bộ phim đóng cùng hai đồng môn hồi nhỏ là hồng kim bảo và nguyên biu đây cũng là bộ phim đầu tiên mà giúp thành long biết giải thưởng là gì sau đó ba người tiếp tục làm thêm quán ăn lưu động bộ ba phim ngũ phúc tinh và đến năm 1985 bộ phim huyền thoại câu chuyện cảnh sát ra đời rước rất nhiều giải thưởng về cho thành long ông nhận ra là nếu mình làm hẳn một franchise thì phim của mình sẽ đỉnh vờ lờ. nên là tiếp tục ta có câu chuyện cảnh sát 2 3 4 5 và 6, Túy quyền 2, Long huynh hổ đệ 1 2 tiếp tục đóng với Hồng Kim Bảo và Nguyên Bill, trong đó Túy quyền 2 lọt vào top 100 bộ phim hành động hay nhất do tạp chí Time bình chọn. Và một lần nữa Thành Long lại cảm thấy mình quá vô đối ở Hồng Kông rồi. Ông lại tiếp tục mỹ tiến và lần này ông có được thành công với bộ phim náo loạn phố Bronze năm 1995. Và sau đó là liên tục những cái franchise huyền thoại khác như là giờ cao điểm và chưa thượng hải tất cả đều cực kỳ thành công về mặt thương mại in sâu vào tâm trí khán giả Mỹ rằng ngoài Lý Tiểu Long ra, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều Long khác đổ sức công phá phòng vé. Cứ thế cứ thế, Thành Long hết đóng phim trong nước đến phim ngoài nước. Số phim ông đóng nhiều vô kể, kể không cũng giải hết video. Càng đóng nhiều, Thành Long càng tham dự nhiều dự án Hollywood đình đám như là Kung Fu Panda, Karate Kid và cuối cùng nhưng không bao giờ là cuối cùng. Đó là bộ phim 12 con giáp năm 2012. Thành Long đã tuyên bố đây là phim cuối cùng của mình. Tuy nhiên thì cuối cùng có lẽ là không bao giờ khi mà những năm sau đó Thành Long còn đóng nhiều phim hơn ngoại tộc cung phu yoga này từ Guardian này sắp tới còn đóng cả với John Cena trong Hidden Strike nói chung hình mẫu con ong chăm chỉ trong nghiệp diễn xuất Thành Long số 2 thì chẳng ai dám số 1 và cái điều đặc biệt tạo nên sự khâm phục của khán giả đối với Thành Long là ông tự mình làm hết các cảnh hành động không cần đóng thế không cần bảo hộ chấn thương của Thành Long nhiều đến mức mà có tin đồn rằng mấy hãng bảo hiểm trả giám ký hợp đồng với ông chính cái tính liều và cống hiến này của Thành Long đã giúp ông ngặt lại trái ngọt ông được ghi tên trên đại lộ danh vọng được nhận Oscar danh dự cho giải thưởng cống hiến trọn đời Trở thành hình mẫu mà bao người mơ ước Ngoài ra Thành Long còn biết hát Làm cả ca sĩ luôn cho cẩn thận Beijing khoa hình ly các thứ Tóm lại là tài năng của Thành Long có thể nói là quá ghê Làm diễn viên, cascader, đạo diễn, ca sĩ Cái gì Thành Long cũng làm được Có mỗi là một người tốt thì không Đúng vậy đấy sự nghiệp của Thành Long đi lên như diều gặp gió và nó tỷ lệ thuận với số scandal mà ông dây vào. Thành Long nổi tiếng là một người chồng tệ, một người cha tồi. Ông rất rất ít khi bày tỏ tình cảm với vợ con hay nói thẳng ra là chả quan tâm. Ông còn ngoại tình công khai với Ngô ỷ Lợi và có với cô một đứa con ngoài giá thú tên là Ngô Trác Lâm. Thế nhưng Thành Long phải thay cái phục trả quen hai mẹ con cô này. Mấy chục năm trôi qua không hề chu cấp cho hai mẹ con họ Ngô một đồng nào. Trong khi người con chính thống của ông là Phòng Tổ Danh thì lại được bố bơm tiền cho liên tục kiểu cứ đưa tiền cho rồi mày làm gì thì làm ấy thế nên là phòng tổ danh xa vào tệ nạn ma túy các thứ và đi tù hai đứa con của thành long có như văng mà ngô ỷ lợi cũng chả phải là người tình duy nhất của thành long thói trăng hoa của thành long cũng vô đối những cách mà ông diễn hành động trên màn ảnh rất nhiều người đẹp đã qua tay thành long và cái kết thì chắc mọi người không cần phải đoán trong cuốn tự truyện của mình thành long còn nói mình còn quan hệ với cả gái mại dâm rất nhiều lần để giải tỏa có lẽ là sau cái sự thành công quá đột ngột số tiền kiếm được quá nhiều đâm ra thành long thời gian đó có xa đọa và nhiều thứ cờ bạc, gái gú, rượu tre Cái việc đùng phát một ông nào đấy thành công và xa đà vào tệ nạn thì là người ta thấy nhiều rồi và người ta cũng mặc kệ rồi Nhưng cái này mới là người ta không mặc kệ được này Thành Long bị bắt gặp rất nhiều lần có chủ ý sàm sơ các đồng nghiệp nữ Phạm Bằng Băng, Lâm Bằng, Châu Tấn, Kim Hy Sun Chả cô nào thoát được cái vòng tay của Thành Long Chính vì điều này mà ông bị chỉ trích rất nhiều Có người còn tố Thành Long từ thiện ảo lấy danh tiếng Thậm chí là rửa tiền nhờ hình thức từ thiện cái này thì họ chỉ đang đồn đoán thôi, mọi người nghe tham khảo nhé, không nên tin 100% nhưng cái tiếp theo thì có thể tin thành long là một người có tiếng nói trong chính quyền ngoài quốc tịch hồng kông ông còn mang quốc tịch trung quốc nên là ông đã có những cái động thái ủng hộ những chính sách ảo ma lazada mà trung quốc đề ra nhắm vào việt nam trong đó có đường lưỡi bò mà nhắc đến đường lưỡi bò thì anh em đông lào kích hết chả có phim phiếc cái gì cả đó là lý do vì sao mà phim thành long ra rất nhiều nhưng mà không còn được phủ sóng ở việt nam nữa đánh giá tổng quan về thành long thì ông này giỏi có hay ông có thành công trong nghiệp diễn nhưng có tài mà chả có đức thì sớm muộn gì cũng bị người đời ghét bỏ cá nhân tôi dĩ nhiên là chả có hiềm khích hay tư thù gì với thành long và tôi cũng chả có ý kiến gì về cái việc mà ông ta ủng hộ trung quốc vì ông ta là người trung quốc mà mà lại còn là người nổi tiếng có tiếng nói nữa không ủng hộ chắc là nhà nước phong sát nhưng mà tôi cũng đủ yêu nước để mà hùa theo tẩy chay hết mấy phim có thành long không thèm xem kể cả trên web lậu dù là ngày xưa tôi thích ông này phết lúc mà còn bé bé chưa biết gì ấy đấy là một vài chi tiết thú vị về thành long trong trường hợp bạn muốn biết bạn có ý kiến gì về nhân vật này không? Hãy để lại comment phần bên dưới. Nhưng mà đừng chửi thề nhé, nghe kỳ lắm. Đây là vịt, xin chào và hẹn gặp lại.